Welcome to part one of our drama entitled The Best Inheritance, written and performed by our Oloxis or Vietnamese Association members. This is a story about Hieu, a diligent Guanyin practitioner, and his family who realize that being initiated into the Guanyin method by an enlightened master is more valuable than any worldly possession. Ngày xưa, có người cha qua đời để lại gia sản cho hai người con trai và căn dặn họ phải thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Dạ, cha yên lòng, con xin hứa. Thì chú cũng biết rồi, anh chị phải can đảm biết bao nhiêu là việc. Dạ, em hiểu, anh chị còn có con nhỏ phải lo. Thì bởi vài bữa thằng Hùng nè, nó lấy vợ, sinh con, rồi cháu chích đầy đàn, đất ruộng nhiêu chia cũng đâu có đủ. Bà lo xa chứ ha. Dạ, em chỉ có một mình, miếng đất nhỏ đó đối với em cũng đủ rồi ạ. Thì đúng rồi. Với lại, giờ anh chị còn phải lo tiệc dỗ cha hàng năm, rất là tốn kém. Cho nên tiền của cha để lại thì cũng bù vào đó thôi, chứ có dư đâu mà chia năm xẻ bảy. Dạ em hiểu. Thôi được rồi, ngày mai em dời ra sống ở cái liều tranh bên cây khế đó. Đồ đạc anh nhờ người mang phụ ra cho em. Dạ, đồ đạc của em cũng không có gì, em tự lo được anh à. Kỳ thật, người chưa sinh ra đời mà không biết sinh có ra hay không nữa, mà được chia cả chục mẫu đất. Còn người đang sống sờ sờ đó thì... Anh Bảy à, tội cho cậu Hiếu thật á. Mà rõ ràng ông dặn là phải đùm bọc lẫn nhau, thế mà đây mới chôn có 2 ngày. Một ngày rưỡi. Mà bọc gấm nó thành bọc lá dừa khô. Ủa, sao bọc lá dừa khô? Thì nhà tranh không phải lá dừa khô chứ là gì nữa. Hai bạn của Hiếu, Hải và Đô, là các bạn đồng tu cùng làng, sang giúp Hiếu dọn dẹp nơi ở mới để Hiếu có thể nhanh chóng ổn định đời sống.
Hiếu ơi, Hiếu, Hiếu. Ủa anh hai, anh mang cho em cuốc xuống và một bao gạo. Còn đây là một chút tiền, em cầm lấy để xài tạm trong lúc này. Nếu chị dâu biết được tiền bị hụt thì sẽ rầy rà cho anh em mình lắm. Anh đừng lo, em còn chút tiền để dành cũng đủ tạm sống trong lúc này. Giếng này sẽ luôn có đầy nước trong trẻo và tưới cây sẽ tươi tốt lắm. Chỗ này rất thoáng mát, sau này sẽ có nhiều người tới đây cộng tu với con. Dạ, chúng con dọn dẹp phòng cậu Hiếu. Thấy có cái hộp này, chắc cậu Hiếu để quên. Mang vào kho đi, chắc chẳng có gì ra hồn đâu. Thưa chị, bữa dọn nhà, em có thất lạc cuốn sách. Chị có thấy thì cho em xin lại. Trời, có gì đâu, toàn mấy thứ linh tinh, tụi nó bỏ rác hết trơn rồi. Dạ, em cảm ơn chị. Nho nhã dữ, sách với chữ, có đẻ ra tiền được không? Nghe nói em mắc cuốn sách, anh có thỉnh vài cuốn cho em đây. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã chăm sóc cho cây khế. Cảm ơn các bạn vô cùng. Everything you take, you must be grateful. Not only to humans, but to the gods who take care of that. Every fruit you eat, there's some fairies, some angels are responsible for that. They make the harvest big, you know, they do. But sometimes there's a human karma they cannot help, but otherwise they take care of the fruit that you eat. They take care of the trees. They make the rain and they make the earth fertile. Yeah, they tend to the fruit, bless it with love so that you eat it. It's a benefit, not only your body, but your mind, your soul, your spirit. That's why you see fruit has light. The light not from the fruit itself, from the fairies, from the gods who take care of that tree, from the tree spirits, from the fruit angels, from the fairy of the field. They're working hard, all of them working hard day and night, just for your one meal. You don't know all that. You must always be grateful. Cây khế của Hiếu ngày càng sai trái, khế rất thơm ngon. Ban ngày, Hiếu mang khế và rau ra chợ bán, đổi lấy lương thực chủ yếu. Ban đêm, anh ngồi thiền.不要往物质那边修了，OK？自己修，自己装福报，然后身体会好，精神会快乐啊，福报也会带来运气好。我们越贪心，等一下就会扣的。我们修行的那个点数会被扣的，会被扣，太可惜，懂吗？哎，这个世界没什么免费的。 À, có chuyện này lạ lắm. Hôm bữa em nằm mơ thấy hai vị thần. Hay là mình xây chỗ đó đi, rồi mai mốt cộng tu cũng hay đó. Ừ, vậy để bọn anh giúp em một tay nha. Hai anh nghỉ tay vào ăn cơm. Này con, nếu con không chừa bỏ tánh tham lam ích kỷ thì phước báo sẽ tiêu hao rất nhanh, nghiệp chướng sẽ rất nặng nề, rất nặng nề, rất nặng nề. Con có sao không Hồng ơi? Em có sao không em? Trời ơi, trời ơi, trời. Cả kho gạo cháy rụi rồi cậu hai ơi. Sorry. Nếu không có thằng Hiếu thì chắc... Thì anh em phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Không biết mình có xứng đáng làm anh em nó nữa không? À, hay anh mang cho nó một ít tiền đi. Em lúc nào cũng tiền, tiền. Thằng Hiếu nó có cần tiền đâu. Vậy chứ anh muốn tôi làm cái gì? Quỳ lại nó hả? Ôi.
sám hối là phải thành tâm sửa đổi, nếu không thì chẳng lợi ích gì. You cannot just say, oh, I repent, and kneel there and ask for forgiveness, and it's done. It's not like that. It has to be from the heart, truly repent, truly remorseful. Sometimes we are human, we're weak, so we fail. We go into the negative direction. If we sincerely repent, we go back. It's never too late. Mais ce n'est jamais trop tard. Quelquefois, en tant qu'humains, nous sommes trop faibles et nous avons, nous allons dans la mauvaise direction, mais ensuite nous nous repentons. Il n'est jamais trop tard. It just we better go back quickly because we never know when our life is terminated. Mais il vaut mieux retourner plus vite, assez vite, parce qu'on ne sait jamais quand notre vie s'achève. Ủa Hùng, sao con ở đây? Đi vào trong kẻo mưa ướt hết. Tôi không phải là con của bà. Tôi chỉ đầu thai vào để đòi món nợ mà bà thiếu tôi. Ồ, mưa tạnh rồi, mình về thôi cô hai. Này anh ba, có chuyện gì vậy? Này, anh em mình bạn thân, có chuyện gì anh phải nói cho tôi biết chứ? Mấy bữa trước, tôi tình cờ phát hiện một cuốn sách. Nó nằm trong cái hộp gỗ ở nhà kho đó. Cuốn sách đó hay quá,
tôi mới đọc được có chút à. Giờ tới không thấy đâu nữa. Không biết ai lấy mất. À, có phải cái hộp dẹp dẹp không? Ừ đúng rồi. Anh biết nó ở đâu không? Cái hộp đó là của cậu Hiếu đó mà. Hôm qua trong lúc tôi khiêng chậu kiểng vào phòng cô hai. Tôi thấy nó trên bàn của cổ ấy. Vậy à? Ừ. Ui da, cuốn sách thôi chứ có phải vàng đâu mà. Cái này còn quý hơn vàng. Thật hả? Chắc là... Sao? Làm sao? Chắc là cậu Hiếu còn nhiều sách nữa. Ủa đi đâu vậy? Qua nhà cậu Hiếu. Trời, anh em bạn thề đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Mà khoai lang ấy thì nó chia, còn vàng ấy thì nó ở một mình. Đợi tôi với. Ủa, chị hai. Dạ thưa, có chuyện gì không chị? À không, không có gì, tới thăm chú thôi. À, có phải chú kiếm cái hộp này không? Cuốn sách đó là của thầy chú phải không? Dạ phải. Em đã có quyển mới, nếu chị thích, em xin tặng chị luôn. Cảm ơn chú. À, cảm ơn chú đã cứu thằng Hùng. Mình là người một nhà mà chị. Anh Bảy. À, mà dạo này anh có thấy tình hình khác thường lắm không? À, dạo này cô hai hay bố thí dữ lắm. Nghe nói ai hoạn nạn, neo đơn, cô hai cũng cho gạo, cho mền chiếu, rồi thuốc men này kia nữa. Show that he's sorry for having sinned. How does one show that he's sorry? That he's sorry for having sinned. By Jesus tell you sin no more. Just repent and sin no more and do something on the contrary to it. For example, if someone thinks that he has sinned by stealing some property from somebody else, later he doesn't steal anymore, but he give away his things, whatever he has, to the poor people. That's how he show his repentance. Once you change the course of your life, it's different. Yeah? Instead of go south, if you know you want to go north, just turn around. Yeah? Turn around, go north. Yeah? Okay, that's very simple. So whatever you think, sin that you have done, just change it. Do the opposite. Make up for it. This is not too late to do, anywhere, anytime. Okay? Anh nói đi. À, anh chị tính hỏi em, có muốn về ở chung với anh chị như ngày xưa không? Ở nhà tranh vầy sợ không thoải mái cho em lắm. Dạ, em cảm ơn anh chị. Nhưng em đã quen với đời sống đơn giản này rồi à. Thật ra chị cũng thấy ở đây thanh tịnh thật.
rất hợp với người tu hành như em. Nhưng dù sao em à, gia tài cha để lại, trong đó có phần của em, anh chị phải chia cho em và lo cho em. Phải rồi. Ồ, vườn rau của Hiếu trồng tốt quá. Để ra xem vườn rau của Hiếu một chút. Thằng Hiếu có khiêu trồng trọt quá ha. Ừ. Chứ cỡ như anh mà bị em đuổi ra khỏi nhà, chắc có mà ốm đói. Thôi đừng có nhắc nữa. Ừ. Thật ra hôm nay anh chị qua đây còn có lý do khác. Dạ. Từ ngày đọc mấy cuốn Tức Khắc Khai Ngộ mà em cho mượn đó, anh chị mới nhận ra là những điều mà em đang có còn quý giá hơn gấp trăm vạn lần cái gia sản mà anh chị đang sở hữu. Ừ, đúng rồi. Dạ. Đó là pháp môn Quán Âm mà em đang tu tập đó. Không lâu sau, anh chị của Hiếu cũng thọ pháp tu hành pháp môn Quán Âm. Cái chòi thiền ở vườn nhà Hiếu đã được mở rộng vì anh chị Hiếu và các bạn thích đến cộng tu trong từ trường thanh tịnh nơi đây. Not to worry about our later generation, whether they have enough, whether they're rich or poor, whether they became a senator, a president, or not to become anything, because God will take care of that. It's enough that we live an exemplary life, and then we leave this precious substance of truth, goodness, and beauty to our children, and that is the best property that they can inherit from us. And that's the best glory as well. Gia đình Quán Âm. Đúng rồi, chúng ta là người cùng một gia đình. Gia đình Quán Âm của mình vài bữa còn đông hơn nữa. Ừ, đúng rồi, chú Ba nè, chú Bảy, cô Lành, vài bữa nó đi thọ pháp rồi.